Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nhá. Hôm nay là một buổi sáng ngày thứ 20 tháng 8. Thì hôm nay Khánh chia sẻ mọi người thông tin, đó là hôm nay là Khánh đang bắt đầu vận chuyển những cái gói quà đến cho tặng cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà những nơi xóm trọ giãn cách rồi họ không thể ra ngoài được á. Thì sáng nay thì Khánh có nhờ một bên của chị mới quen, chị ở trên Facebook thôi, thì ở trong cái đội xe luôn, cũng đội xe hôm trước á, thì cũng đội xe đợt trước á, thì giờ đang Khánh nhờ mẹ vận chuyển 130 phần quà ra, gồm gạo rồi nhu yếu phẩm. Sau đây có mình mẹ chuyển thôi, bởi vì là Khánh thì không thể phụ mẹ được đó, thì đang nhờ mẹ đưa ra từng bao gạo như vậy ra để chút nữa đưa lên xe và họ chở đi. Và 130 phần này thì Khánh sẽ chia cho 7 xóm trọ, gồm có 7 xóm ở các quận như là Bình Chánh, rồi Hóc Môn, rồi Bình Tân đó, rồi Nhà Bè đó, thì chị sẽ chia cho Khánh, giúp Khánh vận chuyển 130 phần quà này đến cho 7 dãy nhà trọ, các xóm trọ đang gặp khó khăn nha. Đó, thì đây là những cái món quà mà các mạnh thường quân đã chung tay, và Khánh thì chung sức để tạo ra 150 phần. Thì còn 20 phần còn lại thì hôm qua là Khánh đưa xuống Bình Dương, anh Khánh ở dưới đó biết Khánh làm và có giúp Khánh chở 12 phần quà tặng cho cái dãy trọ dưới Bình Dương đó. Thì còn 8 phần còn lại thì Khánh sẽ, hôm qua đến giờ là cứ họ đi qua đi lại, thấy mấy cái người mấy bà con ở đi ở gần đây á cũng khổ, họ đi qua đi lại thấy Khánh làm thế cũng vào xin hỗ trợ, thì Khánh cũng hỗ trợ vài phần rồi. Thì nói chung là hết 150 phần là hết trong 2 ngày nữa rồi đó. Thì đó, thì hỗ trợ còn số tiền còn lại thì Khánh sẽ cố gắng hỗ trợ bằng tiền mặt nhé đó, chứ bây giờ Khánh không có làm quà nữa, bởi vì là giờ dịch này rất là căng thẳng đó. Quà mình làm Khánh thì rất là sợ, Khánh thì chưa tiêm vaccine nữa. Em Thuận thì tiêm vaccine hôm qua, chắc chờ đang mệt không có xuống được đó, nên là mỗi mình mẹ vác hàng ra thôi. Đây mẹ đang vác hàng đây, sắp hết gạo cho mẹ chưa? Đấy, chưa hết đấy, giờ chắc mệt rồi đó. 130 bao gạo cho mọi người đó, sáng cho mẹ tập thể dục, Khánh thì không có vác được. Xong này là các phần quà này đó, biết có chở đủ không? Gạo chứ cái phần đó nữa thôi ạ. Dạ được. 130 phần này rồi nè, đây 130 phần này. Còn đây là gạo. Đấy, xe thì cũng đến rồi mọi người, nhưng mà phải đợi phải cái này đi tới 7 điểm rồi, anh con tranh thủ đi buổi sáng. Dạ, buổi 7 chiều về không kịp. 7 điểm á anh? Đúng rồi, 7 điểm luôn. Anh cố gắng nha, cố gắng dạ. Giúp em nha. Đó, thì đây là đội xe bên chị ấy đã qua phụ cánh 7 điểm hôm nay buổi sáng luôn, cho nên là anh cố gắng qua sớm. Hôm nay mới 9 giờ sáng. Đã, mẹ đang khiêng đây. Hơi cực mẹ tí bởi vì là không có ai phụ mẹ cả. Với cả là bình thường thì không sao, thì sẽ nhờ mấy anh phụ, nhưng giờ dịch á không có dám là đứng gần nhau, nên là phải như vậy á. Mẹ chuyển xong một chút là mấy anh mới được vào lấy. Kiểu vậy. Mẹ chuyển sắp hết rồi mọi người. Đó. Ngoài này đây. Để đeo khẩu trang vào đó mọi người. Giờ sợ như kiểu sợ tà, sợ giặc đó. Sợ quá mà. Đeo khẩu trang vào. Rất là sợ cái con Covid đấy. Đây, để xem còn ở đây. Trời. Đây, ngoài đây đây. Thì mấy anh đang đợi mẹ chuyển qua, mẹ chuyển ra xong bắt đầu mới đưa lên xe nha. Đó, đang đợi mấy anh mẹ đưa ra nữa là xong. Tụi anh là bên đổi xe của anh Lâm hả? Của Lâm hả? Dạ đúng rồi. À, tại em có gửi cho Lâm vài lần rồi. Hôm nay lại bình thường là Lâm qua lấy. Ở xe như thế này chở hết được không? Hết. Sợ không hết đấy chứ. Nó nhiều lắm ấy. Thôi chở quen rồi. Để xem đống quà này thì các anh có xách chất được một xe không? Ở
vậy là công việc của Khánh và mẹ cũng đã xong nha mọi người. 2 ngày 3 ngày, 3 ngày thì đã làm xong, và cuối cùng hôm nay là ngày cuối cùng chuyển đi. Chứ con Viên rất muốn làm để mà cái qua đi chữ ái của con Viên này qua thì thích hơn cho tiền nhưng cứu hủng tộc mà tiếu. Đúng rồi, có nhiều người chuyển tiền họ biết về cho mấy, chứ mình cũng sợ lắm. Thôi làm chuyển đi. Bởi vì là con chuyển tiền cho mấy ông cháu làm. Bởi vì là bình thường á, ở xa thì phải chuyển tiền, bởi vì là nhiều chỗ xa họ không gửi được nhiều quá. Gần thì qua, mà nói chung là có người thích quà thích tiền, nói chung cả hai đều tốt. Thì phần còn lại là Khánh sẽ gửi tiền nhá. Ở đâu xa xôi hoặc chỗ nào mà không gửi được quà xuống á, lẻ lẻ thì Khánh sẽ cố gắng trích tiền ra hỗ trợ nhá. Đó thì cũng xong rồi nha mọi người, 130 phần thì cũng đã lên xe rồi. Đó, giờ chỉ có đợi các anh chuyển xuống cho bà con rồi thôi. Mọi người đang ràng, đang cột lại cho nó chắc chắn. Bởi vì là nó không rớt một phần quà là sẽ có một người không nhận được. Đó, cho nên phải cột cho kỹ nha. Đây mọi người, thì Khánh mới pha bát mì ăn này, đây mì tôm nha. Đó, ăn mì tôm cũng như mọi người thôi, dịch này buổi sáng ăn mì tôm là nhanh nhất mọi người. Đây. Đó thì quà thì Khánh đã phát xong rồi, chia xong rồi, tặng cho mọi người ở dưới tất cả mọi phòng trọ mà Khánh đã liên hệ trước. Ăn xong thì Khánh lại tiếp tục gọi cho những hoàn cảnh ở xa. Khánh sẽ gọi những hoàn cảnh ở xa thì Khánh sẽ liên hệ và tặng tiền mặt. Đó, bởi vì những chỗ đó Khánh không có gửi được quá, đó nên Khánh sẽ liên hệ cố gắng. Xin chào mọi người. Mọi người vừa xem qua cái một đoạn video về cái chuyến thiện nguyện thứ hai của Khánh đó, thì các phần quà thì Khánh cũng đã trao cho 8 nhảy trọ ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Thì và cái số tiền Khánh kêu gọi được trong cái đợt ủng hộ lần hai này á, thì Khánh cũng nhận được rất là nhiều sự đóng góp từ trong nước cho đến nước ngoài cũng rất là nhiều luôn đó. Thì Khánh vô cùng cảm ơn mọi người. Ví dụ mọi người có xem được video này, anh chị của anh chị có Quý Mạnh Thường Quân có xem được video này, thì Khánh xin được gửi một lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã tin tưởng Khánh trao gửi những cái số tiền về cho Khánh để Khánh có thể giúp được bà con ở đây. Tiện đây Khánh chia sẻ luôn là Khánh tổng cái số tiền Khánh kêu gọi được cái đợt 2 này là đâu rồi ạ? À, tổng số tiền là 71.835.000. Đó, thì đợt 2 là Khánh kêu gọi được là 62.988.000 và cộng với đợt 1 còn dư là 8.847.000. Thì hai đợt 1 đồng đợt 2 cộng lại là được 71.835.000. Đó. Thì đó là cái số tiền mà Khánh tổng số tiền Khánh được trong cái đợt 2. Thì số tiền này Khánh chia ra làm hai khoản, một khoản là Khánh sẽ mua nhu yếu phẩm. Đó, và một khoản là Khánh sẽ tặng bằng tiền mặt. Đó. Thì cái số tiền Khánh mua nhu yếu phẩm á, thì chút nữa Khánh sẽ để cái bảng trên này cho người theo dõi cho tiện hơn. Thì cái số tiền tổng số tiền Khánh mua cho 105 phần quà là 31.075.000. Đó, và cái số tiền mặt còn lại thì Khánh hỗ trợ bằng cách là gửi tiền mặt. Thì trong đó Khánh hỗ trợ được là 114 hộ gia đình với tổng số tiền ủng hộ là với tổng số tiền Khánh hỗ trợ là 41.300.000. Đó, thì cái này Khánh sẽ cập nhật hình ảnh cho mọi người xem. Đó, thì tổng số tiền Khánh giúp vừa làm nhu yếu phẩm 150 phần quà và giúp bằng tiền mặt thì tổng là 72.375.000. Đó, cái này thì Khánh hơi lệch tí bởi vì Khánh có thể là chuyển bằng số tiền của Khánh luôn. Đó, thành ra không sao hết. Đó, thì tổng cộng số tiền, tất cả số tiền Khánh đã gửi hết tặng bà con hết rồi thì cũng xong. Thì Khánh sẽ cập nhật những cái thông tin qua cái video này, hình ảnh này kia thì mọi người sẽ xem bằng video này luôn để cho mọi người được biết. Thì cái thông tin này Khánh đã đăng tải trên Facebook của Khánh, ai mà có kết bạn hay là có theo dõi Facebook của Khánh thì cũng sẽ nắm được. Đó, còn cái danh sách mà ủng hộ qua thì Khánh cũng có cập nhật trên Facebook luôn, thì mọi người ai mà để lại thông tin thì Khánh sẽ cập nhật trên này đầy đủ hết. Đó,
đó, Khánh làm phải minh bạch và rõ ràng như vậy nên Khánh rất là sợ, bởi vì cái này là tiền của mọi người ấy, nên là Khánh phải làm cho rõ ràng như vậy. Chứ một chứ tiền của mình thì không sao, nhưng mà làm tiền của mọi người nên là mình phải chính xác và phải chi tiết như vậy để mọi người được biết nắm rõ đấy. Rồi thì hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trong cái thời gian giãn cách xã hội, ai ở đâu thì ở đấy, không được đi ra ngoài, thì tình hình cũng như mọi người biết, xem thông tin báo đài cũng biết đúng không ạ, nó rất là căng thẳng, thành ra cũng không biết khi nào mới ổn được. Thì Khánh cũng làm xong đợt này thì Khánh cũng tạm thời là tạm dừng một chút, bởi vì là vì cái sự an toàn của gia đình của mình nên là Khánh cũng hạn chế tiếp xúc này kia, và bây giờ thì Khánh tạm thời là cũng ở trong nhà, cũng không dám đi đâu hết, cũng muốn giúp bà con nhiều lắm, rất là nhiều người nhắn tin đến là Khánh ơi giúp chị với, giúp em với này kia nhiều lắm, nhưng mà hiện tại quỹ thì Khánh cũng hết sạch, không còn một đồng ở trong quỹ luôn đó. Thì nói chung có bao nhiêu Khánh giúp hết tất cả bà con rồi đó, thì nói chung là cũng muốn giúp lắm, nhưng mà hiện tại bây giờ mình phải đảm bảo an toàn cho mình trước đó, cũng rất là lo sợ đó. Thì cái này thì sau này dịch bệnh thế nào thì mình không biết, nhưng mà hiện tại bây giờ phải cái quan trọng nhất đó là chính là sức khỏe của mình đó. Khánh cũng chưa tiêm vaccine nữa, rất là sợ đó. Thì vừa rồi làm xong hai đợt xong là Khánh cũng rất là mệt, có chia sẻ mọi người là có đôi lúc Khánh làm mấy ngày trời, gọi điện rồi xác nhận thông tin rồi rất là nhiều cuộc điện thoại, làm Khánh rất là mệt luôn, nhưng mà Khánh vẫn cố gắng giúp, cố gắng ráng cho xong đó. Nói chung cũng cực lắm mọi người, không phải dễ đâu, mọi người bỏ tiền ra thì Khánh bỏ công đó, cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà mình gạt đi cái mệt mỏi đó để mình cố gắng, mình giúp được bao nhiêu người càng tốt đó. Gọi điện này kia có nhiều người họ trách mình nữa, có nhiều có bảo sao em giúp bên này mà không giúp chị đấy, cái mình thực sự mình cũng không có cách nào khác được, bởi vì là mình phải muốn giúp hết lắm, nhưng mà có nhiều cái điều kiện không cho phép, thành ra là mình phải đôi khi phải thất hứa với họ đó, thành ra là vậy. Nên là ai hiểu được cho mình thì càng tốt, mà không hiểu được cho mình thì thôi, mình không sao hết đó, mình cứ chấp nhận thôi đó. Có nhiều người họ không hiểu chuyện đó, hoặc là có người bảo sao anh giúp bên này nhiều hơn mà sao giúp em ít thế. Thực ra là Khánh nhìn đối tượng và Khánh xem họ cái mức độ khó khăn của họ như thế nào. Chẳng hạn như gia đình đó họ có rất là nhiều con nhỏ và có những bé sơ sinh họ thiếu sữa thì Khánh sẽ cho hơn một tí, hoặc là chỗ đó họ bị những cái kém may mắn hay gì đó, mình cảm nhận họ cần tiền nhiều thì mình sẽ cho họ một xem chiếu được đó, cũng không bao nhiêu hết. Nói chung mình trường hợp tùy trường hợp để mình giúp thôi đó, miễn sao mà mình cảm thấy là mình cần giúp như thế là được. Còn nhiều người không hiểu họ trách móc cũng mệt lắm, mọi người không phải giỡn đâu nhá, làm thiện nguyện không khéo cũng bị chửi, mà không cẩn thận cũng bị chửi nữa đấy. Thành ra là mình phải luôn cân nhắc mọi chuyện đó. Thì cái video này thì Khánh cũng làm để mà gọi là một cái video tổng kết cái số tiền Khánh đã kêu gọi được bao nhiêu và Khánh đã làm gì với số tiền đấy, để cho các quý mạnh thường quân mọi người được biết và mọi người xem video này hiểu hơn về cái hành trình Khánh làm đó. Thì vừa rồi hai lần trong tháng 8 Khánh làm được cái hai chuyến thiện nguyện đó thì Khánh cảm thấy cũng rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì là mình kết nối được và mình giúp được bà con trong cái lúc khó khăn. Nói chung là mình cũng một chút tấm lòng mình bỏ vào đấy và mình bỏ công sức vào đấy, thì mình cảm thấy là mình đã làm được cái gì đó mình cảm thấy nó ý nghĩa rồi đó. Nên là Khánh rất là hạnh phúc khi mà được, hạnh phúc hơn nữa là được mọi người tin tưởng và ủng hộ Khánh trên cái con đường mà Khánh làm thiện nguyện đó. Thì một cái điều mà Khánh rất là vui và mừng đó. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì chỉ có một lời chúc sức khỏe đến tất cả các mạnh thường quân đã cùng nhau chung tay với Khánh để mang lại những cái món quà ý nghĩa dành cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh ở đây đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid đó. Thì gửi một lời cảm ơn chân thành và biết ơn rất là nhiều các nhà hảo tâm đã cùng nhau chung tay, và xin chúc tất cả mọi người, những ai xem được video này cũng luôn luôn có một sức khỏe thật là dồi dào và bình an trong cuộc sống nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái chuyến thiện nghiệp tiếp theo, và Khánh cũng mong là sau này chặng đường tiếp theo Khánh có làm thì cũng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và chung tay của mọi người dành cho những cái chương trình mà Khánh sẽ làm sau này nha. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này, và xin hẹn gặp lại, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.